với mong muốn làm cầu nối giữa các nông hộ, nông trại trồng cà phê chất lượng cao với các nhà rang xay, các quán cà phê. Chị Tâm đã sáng lập ra trung tâm đào tạo pha chế cà phê, là nơi để gặp gỡ, thông tin, kết nối, đưa sản phẩm có chất lượng cao ra thị trường. Thường thì các fan thì sẽ hay chia sẻ về cái cách làm, phương pháp sơ chế cà phê của mình, cũng như là cái cách bảo quản cà phê nhân làm sao để qua trong một năm đó mình vẫn bảo quản cà phê nhân xanh rất là tốt. Và nhà rang thì sẽ thảo luận ào đối với lại cái những cái dòng cà phê mà ở đặc trưng địa phương của mình thì nên rang như thế nào để cho nó có thể bộc phát hết những cái đặc trưng của nó. Diện tích khoảng 5 hectare thì xưa giờ là bán là chủ yếu là nhân xanh, thì cái giá cả là nó phụ thuộc vào thương lái. May có chỗ bạn là Thanh Tâm này thì bạn chia sẻ muốn học hỏi tìm hiểu thêm cái kinh nghiệm để hướng tới là việc là sơ chế nâng cao cái sản phẩm của gia đình. Việt Nam đứng thứ hai thế giới về xuất khẩu cà phê, nhưng hơn 90% sản lượng lại xuất thô, còn cà phê chế biến sâu với tỷ lệ rất thấp. Đổi mới theo quy trình canh tác hiện đại, kết hợp đầu tư hệ thống máy móc chế biến sâu cà phê, anh Long đã thuyết phục được các nhà nhập khẩu khó tính trên thế giới từ việc chỉ mua cà phê nhân xô chuyển sang đặt hàng các sản phẩm chế biến. Anh đã thành công đưa thương hiệu Sinh Cà Phê lên bản đồ thế giới. Nhu cầu rất là lớn ha, sản lượng tiêu thụ cà phê càng ngày càng tăng. Đặc biệt là những thị trường giống như Trung Quốc, một năm họ tăng trưởng khoảng đâu đó là 10 đến 15%. 1 tỷ người họ chuyển đổi từ cái thức uống là trà qua thức uống cà phê, nó là một cái thị trường rất là lớn. Sản xuất một cách hết sức bền vững, không đua về mặt sản lượng. Và chúng ta sẽ đi sâu vào cái chất lượng, mà đi sâu vào cái chế biến, đi sâu vào cái truy xuất nguồn gốc, đi sâu vào cái tiêu chuẩn mà được quốc tế công nhận để chúng ta nâng cao cái giá trị. Nỗ lực xây dựng vùng nguyên liệu an toàn, chất lượng, chia sẻ cách thức sơ chế chế biến để tạo ra những loại cà phê ngon, cà phê đặc sản, mang hương vị đậm đà của mảnh đất cao nguyên. Không những giúp cho những hạt cà phê trở nên giá trị, mà nhiều nông dân trẻ còn góp phần hiện thực hóa khát vọng nâng tầm giá trị cà phê Việt.